Vinashop 1855-855-5888 1855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1855-855-5888. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay thứ năm rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chào chú Cơ, chào anh Trương. Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý khách hàng của Cà Phê Sáng. Dạ vâng, trước tiên xin chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ và chào Tường Minh. Wow, sao mà bây giờ ta thấy là quay qua quay lại là tới thứ năm, thứ sáu. Quay qua quay lại là tới Thanksgiving. Yeah. Wow. Thấy cũng vui ha. Tới mùa lễ rồi. Sẽ có những cái ngày gọi là tiệc tùng liên miên. Phải là công nhận vui ghê thiệt. Buồn thúi ruột đây. Sao buồn? Why? Tại cái mùa này người ta đi vacation nhiều lắm. Sorry anh. Em đừng nhắc tới điều đó. Đừng nhắc tới điều đó. Bởi vì có người tự nhiên sorry rồi kìa, không ai nói gì đó. Sorry gì trời ơi, nhắc tới điều đó là anh Trương với Tường Minh là có lẽ là cảm thông nhau nhiều nhất. Nhiều khi nói chứ là nếu mà quý vị ở ngoài cũng vậy ha, quý vị làm ở những cái doanh nghiệp hay là tiệm nail, tiệm tóc rồi chẳng hạn, quý vị nghe một cái báo là em đi Việt Nam một tháng nha. Là mình phải điền vào chỗ trống, thành ra là tụi mình cũng phải chạy sất bước sang bang. Sắp mặt là cái như là người chủ sẽ buồn thúi ruột. Thì người ta đi làm, người ta phải có nghỉ ngơi, người ta cũng phải có những cái chuyến đi này cái nọ. Rồi những người mà có cha mẹ, người thân thì họ cũng phải dành cho người thân của họ một năm cũng vài tuần lễ. Thì cái chuyện đó thì không ai nói được ai hết á, bắt buộc chúng ta cũng đúng cần rồi. Nhưng mà cái người mà phải lo về nhân viên, nhân sự, những người chủ tiệm nail chẳng hạn, thì khi mà nhận được cái tin báo là em sẽ nghỉ đi Việt Nam 3 tuần. Không biết là quý vị, lúc đó quý vị cảm thấy sao? Cũng, yeah. Chua lắm. Mặc dù mình biết là cái chuyện đó là chuyện bình thường ai cũng chuyện phải cần. Làm rồi. Yeah. Nhưng trước mà... sau thì cũng tới, đầu năm hay cuối năm thì cũng tới. Cũng phải vận động nhiều lắm mới có thể tràn lấp được những cái khoảng trống đó. Nên là cũng phải lo. Không gọi là stress. Có gì đâu phải lo. Khó khăn là tạm thời, thuận lợi là cơ bản. Dạ. Đó là stress nặng đó. Thí dụ như mà một người ha, tìm mức vậy, có một người nghỉ thì không nói nha. Mà bây giờ hai người mà nghỉ là quý vị thấy là coi như là đuối rồi. Mà cái mùa lễ Tết là mùa công việc nhiều nữa. Oh. Đó là nghỉ mà có báo trước, còn đôi lúc mà có việc gấp rút mà không báo trước là mới còn mê đánh chưa kể. Gọi vô, em hôm nay bệnh không đi làm được. Trời ơi. Cái chuyện đó bệnh thì đâu có ai nói được đâu, đúng không? Bệnh là nó bệnh thôi, nhưng mà cái người mà nhận được cái cuộc gọi mà nói là em bệnh không đi làm được, thì cái người đó cái bằng coi như là không biết nói làm sao luôn. Buồn 5 phút. 5 phút gì? Trời ơi, tới buồn tới khi nào mà kiếm được người thế. Thôi 5 phút thôi, sau đó phải tỉnh lại đi tìm người chứ, cứ buồn hoài sao tìm người. Mà tìm được. Không được thì còn buồn dài dài. Thôi thì chút xíu gọi là tâm sự. Không than không phải là người. Làm người thì cũng có những lúc mà phải bán than đúng không quý vị? Bán than để chia sẻ. Nhưng mà ngày hôm nay thì trong Cà Phê Sáng thì có một cái điều nó cũng liên quan tới cái chuyện mà chúng ta vừa mới nói, chứ không phải là không. Nhưng mà nó thiên về đàn ông, tại vì phụ nữ chúng em thì quá là dễ hiểu rồi. Khi mà người phụ nữ sao em nói phụ nữ dễ hiểu mà anh xì em dữ vậy? Người ta thường nói ai nói là tôi hiểu phụ nữ thì người đó chưa hiểu phụ nữ tí nào. Đúng rồi.
Phụ nữ rất là đơn giản, rất là dễ hiểu, chỉ cần được yêu thương, chỉ cần được chiều chuộng là coi như là happy, không có gì, không đòi hỏi đơn gì. Giản hả? Mô Phật mà nếu được như vậy thì đời hạnh phúc quá. Thế giới thấy mình. Đâu có, bây giờ mấy cô, mấy chị nghĩ coi phụ nữ cần gì hơn. Chỉ cần được người mình thương, thương mình, rồi hiểu chuyện chút xíu, cảm thông chút xíu, an ủi chút xíu, khi mà có chuyện gì là hạnh phúc lắm rồi. Thành thử ra đơn giản là như vậy, nhưng mà đàn ông thì khó hơn. Tới bây giờ thì tụi mình vẫn không hiểu được là khi mà gặp những cái khó khăn, những cái buồn bực, những cái trắc trở trong cuộc sống thì người đàn ông sẽ dựa vào ai. Người phụ nữ thì chắc chắn là dựa vô cái người yêu của mình rồi. Khi mà công việc trong chỗ làm có chuyện này chuyện kia, buồn phiền, giận cô này giận anh kia, buồn phiền thì về trút cho ông chồng thôi, chứ còn ai nữa. Về tỉ tê với ông chồng, khóc lóc với ông chồng, anh ơi em ra đường em bị bắt nạt, anh ơi cái, trong chỗ em làm thế nọ thế kia, ra đường bị thế này thế kia, đi về thì nghe ngay ông chồng mình mà mình xả, chứ còn ai nữa. Đúng không? Chưa về tới đã xả trước rồi, chưa gì thấy đụng một cái là gọi điện anh ơi là khóc lóc với ông chồng rồi. Nhưng mà ngược lại người đàn ông là không có hề kêu bà vợ ra em ơi anh làm nó như thế này, chỗ làm anh như thế kia. Vậy thì cái câu hỏi là khi mà đụng chuyện á, có những chuyện buồn phiền thất bại, những cái nọ nữa kia, có gặp những cái vấn đề đó, thì người đàn ông sẽ dựa vai bạn bè. Có không? Tại sao người ta hay rủ đi nhậu để mà tâm sự là vậy đó? Không có tâm sự với vợ đâu nha. Tại vì mất mặt sao? Hiếm hôm nào, hiếm hôm nào. Nam Di đại trưởng phu mà về mà than với vợ mấy cái chuyện lặt vặt đó thì thôi. Nhưng mà lại là than với vợ. Tâm sự với bạn. Tâm sự với bạn. Kêu bạn thân ra nói hả? Chú Cơ thì sao chú Cơ? Trong đụng chuyện có những chuyện khó khăn, những chuyện này chuyện kia thì người đàn ông sẽ dựa vai. Tôi về kể mẹ nghe hả? Không, tôi không kể cho ai nghe. Cái đó là tôi chỉ có kêu là nuốt hận thôi. Không nói luôn hả? Không nói luôn. Không nói cho bạn luôn. Dạ. Vậy thì sao mà có người mà nó ách ấp riết rồi từ từ nó. Bởi vậy cho nên nó mới khổ thế. Dạ. Biết là khổ mà chịu thôi. Dạ. Mình chịu, mình giận, mình hờn, mình buồn, mình bực, mình thất bại, mình đau khổ mà không nói cho ai hết, không có một cái chỗ nào để mình xả ra hết thì chết. Đối với em ông, sao sống được? Đàn ông thường thường là như vậy. Yeah, ít có ai muốn thổ lộ cái nội tâm mà buồn phiền lắm. Người ta muốn tự giải quyết thôi. Yeah. Nhưng mà có những cái nó nhẹ nhẹ, nó nhỏ nhỏ thì thôi mình ngậm đắng, mình nuốt cay, mình nghiến răng, mình chịu. Nhưng mà có những cái mà khi mà người ta cảm thấy là yếu đuối nhất, người ta cảm thấy là ô, mình phải có một cái chỗ nào đó để mà mình dựa vào thì sẽ là dựa ai? Dựa vào người tình à? Người tri kỷ à? Người tình đâu ra mà dựa? Nếu có, dựa mà nói chuyện với thằng bạn thì cũng mất mặt chứ. Anh nói lành về nói vợ nói thì mất thôi. Mặt. Nói chuyện với bạn gặp, càng mất mặt nữa. Gặp bạn bè uống cà phê cho nó qua cái lúc buồn bực đó thôi. Chứ còn thường thường đàn ông thì cũng tự giải quyết thôi. Cũng tự sẽ tìm cách để mà ra khỏi cái mối bùng nhùng đó. Thí dụ như vậy đang gặp vấn đề đó. Thường đàn ông hay họ ít có khi nào họ thổ lộ. Câu hỏi này là quý vị phải giơ tay lên là hứa là trả lời thật lòng nha. Ông thật đó, giống như Phạm Cơ nói là đúng. Đa số đàn ông mà như vậy, âm thầm giải quyết thôi. Có phải là ai cũng âm thầm giải quyết không? Hay là có nhiều người họ cũng có nhu cầu để mà họ nói. Họ có thể chọn người tình, người tri kỷ, người bạn thân. Vậy là phải người tình và người tri kỷ là nằm trong danh sách chính thức à? Không, thì người ta không có vợ, người ta có người tình. Còn người ta vợ rồi thì người ta vẫn có một người tri kỷ, một người nào đó. Cái này tôi mới nghe lần đầu á, man. Không biết được. Thành ra cái điều đó là cái điều bí ẩn. Và ngày hôm nay thì chúng ta muốn khám phá cái bí ẩn. Ai cũng nói là đàn ông thì đơn sơ, dễ hiểu, nhưng mà rõ ràng phụ nữ thì quý vị có công nhưng nhận. Mà có thật là phụ nữ cái gì cũng mang về để mà nói với chồng không? Không biết đối với các cô các chị ở phía bên ngoài thì như thế nào, có đúng như vậy hay không cũng là một cái điều để cho quý vị có thể tham gia. Nhưng mà khi nói ra thì chồng có giúp gì được hay không?
đôi khi là hay là chỉ chia sẻ về cái nỗi uất ức của mình thôi. Đôi khi là chỉ cần mình nói ra là mình thấy được rồi. Dạ, dạ, dạ. Ức quá thì phải nói, hỏi chuyện này chuyện kia phải nói. Nói xong rồi thì thôi. Nhiều khi mình đâu có cần phải ổng giải quyết gì mình đâu, mình vẫn tự giải quyết được. Nhưng mà mình cần một người lắng nghe. Phụ nữ lấy chồng để có người lắng nghe. Chú à, phụ nữ rất là cần người lắng nghe chú à, sao chú lắc đầu? Đàn ông cũng vậy chứ, đàn ông cũng cần một người nghe mình chứ. Là con người mà, thành ra giống nhau cái điểm này rồi. Nghe để làm gì? Nghe để mà chia sẻ, nghe để mà mình cái mình xả, gọi là xả xúc bắp á. Đúng không? Bây giờ xe hơi chạy bằng điện rồi, không còn xúc bắp nữa hết. Nhà máy rồi cũng đóng cửa hết. Bây giờ là điện lực, năng lượng nguyên tử hay là gì chú, đó. Nhưng mặt mà, trời đó vậy. Chú mà lại thuộc vô điện quá, chú mắc điện luôn á. Điện nó dễ bị chạm mạch lắm. Thành ra cứ theo như là xưa mình có cái chuyện gì mình uất ức, mình buồn bực. Bây giờ ship bản dẫn mạch yến làm sao mà chạm được. Bản dẫn thấy cũng gì chip và cũng hư, đồ điện thì cũng hư. Rồi tới một cái tuổi nào đó tự nhiên là nó cũng cái gì, battery nó cũng chai. Thành ra cứ là như cũ là được. Để cho quý vị có thể tham gia nha. Số điện thoại là 713-931-1560. Theo như ý kiến của anh Trương thì kể cả người phụ nữ khi mà chúng ta có những cái nỗi lòng á, tóm lại là những nỗi lòng đó, thì chúng ta sẽ dựa vào ai? Có phải là phụ nữ thì đa số sẽ dựa vào chồng của mình, gia đình của mình, điều đó có đúng hay không? Còn người đàn ông thì có vẻ bí ẩn hơn. Tới bây giờ thì tụi mình cũng không biết được là khi quý anh, quý chú, quý em trai khi mà có chuyện thì sẽ nói chuyện với ai. Đối với các em nhỏ thì tụi mình thấy là các em thì đa số là có vấn đề về tài chánh ha. Tuổi đi học thì bị vấn đề về tài chánh, rồi bị vấn đề về tình yêu. Hai cái chuyện đó là hai cái điều lớn nhất. Rồi cái thằng này, cái thằng kia giận hờn thì họ cũng tìm một cái nhóm bạn để mà họ chia sẻ. Tìm đồng minh chứ. Không, cái đó là tuổi trẻ thôi, chứ còn là sồn sồn lớn lớn rồi thì mấy cái chuyện lặt vặt đó, vấn đề giận hờn bạn bè hay là cái việc mà va chạm ngoài xã hội thì đối với đàn ông họ, con chưa nghĩ không nên về nhà hả? Không nói tới chí, mình giải quyết thôi. Nó không là vấn đề. Và chỉ có vấn đề thí dụ như vấn đề kinh tế gia đình. Nó có vấn đề, nó có problem đó thì lúc đó sẽ nói chuyện với lại bà xã để tìm cách giải quyết, để tìm cách làm sao đó để đừng có làm cho mình khổ sở nhiều quá thôi. Chứ còn biết chuyện lạc vặt ngoài đời, ngoài xã hội, tại công sở thì... Rồi em hỏi câu khó hơn nè. Và khi bực mình bà xã thì anh nói chuyện với ai? Cũng không nói luôn. Có mình vấn tự đề, có problem với bà xã. Không. Lúc đó thì anh sẽ xả vô ai đó? Không xả vô giận ai. Giận vợ ha, ví dụ như giận vợ, vợ thế nọ thế kia thì sẽ nói cho ai? Không, tại vì mình giận vợ mình mà mình đi nói với người khác, cái người đó họ đánh giá mình nữa. Họ nói trời, cái ông này chuyện gia đình của ông, vợ ông đem ra ông nói xấu nữa. Bực quá, ví dụ có bà vợ bà đâu làm gì đâu gì. Chuyện ví dụ như bà vợ bà thấy nọ thấy kia ăn xài quá, hay là bà vợ tôi bà ngoại tình, bà thấy nọ thấy kia bà hư cái này hư cái kia, thì cuối cùng anh sẽ cũng ngậm đắng nuốt cay luôn. Không ngậm đắng, mình giải quyết bằng cái bản lĩnh của mình chứ. Không chia sẻ gì hết. Không. Cắn chia sẻ với ai giờ, ai thông cảm, ai biết được cái chuyện của mình. Đúng không? Chỉ có mình biết được cái chuyện của mình thôi, chứ giờ chia sẻ người ta cũng đâu có hiểu được. Từ bên học tin vậy, không biết anh Cường sao, để lát nữa hỏi anh Cường nha. Chắc chắn phải có chỗ, em là nghĩ là các ông giấu thôi. Chứ cũng phải có một người tâm sự, đa số thì các ông từ mình nghĩ là sẽ tâm sự với Tuesday. Hả, xa thôi đây luôn hả? Đúng không chú cơ? Sẽ nói với Tuesday đúng không? Thêm một người nữa là còn khổ nữa chị. Một người không là thấy mình là thấy có problem là quá lớn rồi. Bây giờ thêm một cái Tuesday nữa là còn mệt nữa. Trời ơi, để thôi. Bây giờ hai người này chọn giải pháp an toàn rồi. Bây giờ phải gọi cho thính giả để thính giả có thể... chia sẻ xem coi là theo từng người thì có cùng một chiều giống như vậy hay không. 713-931-1560. Trong phần thứ hai thì chúng tôi sẽ nhận điện thoại của quý vị.
Tiếp theo nữa là shopping là giấu nha. Anh Trương kìa, nói lên nghe coi. Em chào cà phê sáng, anh Trương nói rồi, anh nói là anh cũng ngậm đắng nuốt cay luôn, anh sẽ không nói cho ai nghe hết. Tâm sự gì là chôn một bồ tâm sự chứ không có dựa vào ai hết, chả có anh em cũng không có dựa vô, không có nói chuyện cho anh em mình nghe hả? Hay là ba mẹ cũng không nói hả? Cái này tụi mình khó tin. Trời ơi, anh em cha mẹ còn khó giấu nói hơn nữa. Là người ngoài bạn bè nữa. À, còn giấu luôn hả? Yes. 713-931-1560 mời quý vị gọi vào nha. Trong khi phần 1 thì cũng có thấy quý vị gọi vô, nhưng mà sau một vài thông tin thương mại thì quý vị đã rời đường dây rồi. Thì bây giờ sẽ có những cái ý kiến của một số thính giả. Thanh Thanh đầu tiên nói là sao mình thấy chồng của mấy người bạn mình có chuyện gì cũng về mét vợ hết vậy ta? Có mét vợ không? Có về cỡ làm vợ gì hay? Có làm gì chuyện, có chuyện đó Thanh Thanh. Chuyện công sở chú có bao giờ nói cho vợ nghe không? Không bao giờ, dù không bao giờ, chị trong giấc mơ. Không bao giờ đúng không? Đó, chú Cơ là không bao giờ, anh Trương cũng là... có thể có, tuy nhiên là nó chỉ trong những trường hợp mà vô tình mình đề cập tới cái đề tài đó đó, thì mình chia sẻ một vài cái sự kiện nó đang diễn mà ra thôi. Sâu. Chứ không phải là đang có problem với lại coworker hay là manager hay gì đó, mình về nhà mình complain với gia đình thì không có. Không có nói là ôi ơi, hai ba người nghỉ vacation rồi anh muốn chết luôn. Không, không, mấy cái chuyện nhỏ lặt vặt đó nói làm không, gì? Không bao giờ nói hả? Không nói hả? Không. Dạ. À, không biết là đối với người khác thì như thế nào. Chúng tôi xin chào một thính giả trên đường dây với số cuối là 1029. Hello. Good morning, sunshine. Chào chị. Dạ, chào chị. Để em mở hàng cho. Mở hàng nói cho nè, đúng rồi chị Trang, mở hàng đi cho đắt. Đắt lắm. Nói như anh Trương đúng đó. Thí dụ như khi mà mình đang nói chuyện về một cái vấn đề nào đó, nó tương tự, nó giống như cái chỗ làm á, thì có thể ảnh nêu ra giống như thì ví dụ như ông xã của giống xã ông xã Trang á, thì là không bao giờ nói đâu, nhưng mà mình biết cái tính của ảnh, khi mà mỗi lần mình đi làm về á, là bữa đây trên chỗ làm có chuyện gì vui buồn gì không, có vấn đề gì không, thì nói chung ông xã thì đi qua Mỹ từ nhỏ, đôi lúc thì cái đi làm việc với cơ cũng có trên đó cũng có mấy người Việt Nam á, người ta mới qua, đôi lúc đó, cái hai cái thế giới nó khác á. Nhiều khi ảnh nói không được, mà một khi ảnh mà diễn đạt thì người ta không hiểu, mà người ta nói thì ảnh cũng không hiểu, thì Ti và Trang là người khơi nguồn đầu, kể ra vấn đề đó như vậy, rồi xong cái Trang mới nói, Trang phân tích ra từng câu chuyện, mỗi cái người đó là cái chuyện như thế nào, là Trang phân tích ra anh phải như vậy, anh phải nói như vậy, rồi thí dụ mà cái người đó mình nói cái mình giải quyết vấn đề xong xuôi rồi, cái mình phải đi một bước nữa là tức như là chặn, thí dụ như là người đó mà muốn nói lại anh như vậy á, thì anh phải nói lại như vậy. Cha là người phân tích ra hết, nói ra hết cho anh nói chuyện, không bao giờ nói đâu nha Tường Minh. Không bao giờ nói, nhưng mà mình biết Khơi. Hiểu hỏi chị Khơi màu thì ảnh cũng nói hả, đó là không bao giờ nói đâu, mà Trang hỏi ảnh mới nói công việc hôm nay như thế nào, có vấn đề gì không. Đó, giờ anh mới nói chứ không, tuyệt đối không bao giờ nói nha, giữ hoài luôn á. Đó. Còn nếu mà ngược lại là chị Trang là phụ nữ đi, chị có những cái vấn đề thì chị sẽ dựa vào ai? Không, cha như Trang á thì nếu mà Trang có vấn đề là tự giải quyết. Ngược lại. Cái này là gọi là ngược lại không? Ngược lại. Dương nữ rồi. Thuộc mạng dương nữ rồi. Ông chồng thì chị giải quyết giùm, nhưng mà chuyện của chị là chị tự giải quyết. Đúng, chính xác. Anh bây giờ nói ra anh cũng không có cái, tại vì anh không có hạt ngôn giống như Trang, nói ra không có biết cái ngôn ngữ nào, cái lời nào để nói cho nó hợp lý với lại trong cái câu chuyện đó, hoặc là cái vấn đề đó không có hợp lý. Thôi thì để cho mình Trang tự động chữ giải quyết, là nó em xui cho ảnh mà dính vô là cái như là nó rối. Thành ra là chị cũng không có, cũng không nói với bạn, cũng không nói với con, không nói với mẹ, không có nói ai hết, không dựa vào ai hết, không có nói, không có nói, xong xuôi hết rồi, khi mình giải quyết xong xuôi hết rồi, mọi chuyện nó êm đẹp rồi thì mới kể cho chuyện nhà, người nhà nghe, đứa em gái nghe, hoặc là những người thân nghe ra,
Chứ còn mà trong cái vấn đề mà gặp vấn đề trong câu chuyện là tự động giải quyết xong xuôi hết chứ đã êm rồi mới không không về đổi. Xã đụng cái buồn không khóc lóc, không có khóc lóc với ông chồng luôn hả? Trời, bởi vì giờ chẳng nói cái xác thì đàn bà nhưng mà không biết cái cốt đàn ông hay sao, cứng thì thôi luôn á, không có nói gì á. Dương nữ rồi, nói rồi mà. À, đó. Có coi tử vi chưa? Có. Tức là chị Trang thuộc về cái dạng gọi là cá tính đó hả? Phải không? Chị không nói với ai hết. Nhưng mà chị ông chồng thì chị giải quyết giùm luôn mới. Đúng rồi. Còn giải thích cho chồng cách phải trả lời làm sao nữa, thành ra là cứng cáp lắm á. Đúng rồi, phải dặn. Phải dặn ông. Phải bày cách cho. Phải nói vậy nè. Đúng rồi. Còn ngược lại thì chuyện của chị thì chị không hé răng cho ai hết, vậy là chị lại vô thêm của anh Trương với lại chú Cơ rồi. Mà bên Trương với lại Tùng Minh, chú Cơ biết không hả? Mà khi mà Trang mà nói ra như vậy á, những cái câu nói mà thế sao cái người đó là cũng nói lại y tăng luôn, về hỏi ảnh nói ồ em nói đúng á, cái thằng đó nó nói vậy rồi đó y mà phải giống như mình đi trước cái tâm lý của người ta, biết thế sao người ta cũng phải trả lời câu đó y chang luôn, nó hay như vậy mới chết đấy chứ. nhưng mà chị Trang có cảm thấy khó chịu hay không khi mà chồng mình có chuyện thì không chịu nói cho mình biết để mình giải quyết giúp cho ổng? Không có chịu, tại vì mà Trang biết được cái tính của ảnh. À, tức là khi mà chị muốn, chị nghi cái gì đó chị hỏi thôi. Chứ còn những cái chuyện khác mà ổng không có nói thì chị cũng thôi, cũng bỏ qua luôn. Đúng rồi. Yeah. Hỏi lúc nào cũng phải hỏi ra. Đó. Ok. Để coi một số những thính giả khác có lựa chọn là tâm sự với vợ, với chồng của mình hay không. Hay là quý vị sẽ có một cái chỗ dựa khác. Có lẽ là nó hơi nhạy cảm hả? Ví dụ như mình sẽ tâm sự với một người bạn gái thân, chứ mình không có nói vợ. Có nhiều người lại không thích nói vợ, nhưng mà nói với bạn gái thân bây giờ nói ra lộ không ta? Mấy anh gọi vô đi, trời ơi. Đó. Hay là chị, bây giờ người phụ nữ vậy nữa, người phụ nữ có nhiều chuyện đâu có gì cũng nói với chồng nghe đâu. Thì sẽ chọn ai là người mà mình sẽ dựa vô? Có một thính giả nói là khi mà em hết tiền thì em hỏi anh, còn khi anh hết tiền anh hỏi ai? Khi anh hết tiền thì anh hỏi ai ha. Rồi một người nói nữa, nói là các ông đó thì khi mà có vấn đề đó là các ông sẽ vào quán chém gió, rung đùi, thậm chí liếc em nọ, quẹo em kia là giải stress rồi đó. Có đâu, đang có vấn đề rầu thúi ruột luôn ở đó mà đúng. Quẹo em này quẹo em kia đâu ra cho nó đỡ buồn. Không, chỉ cần ngồi gặp bạn bè uống cà phê nói chuyện dốc trên đời chính trị xã hội này kia, tôi cũng hề biết là trên Mỹ nó có cái quán như vậy. Chỉ còn tâm trí đâu mà ngồi mà tán gái trong đó nữa. Cà phê lú khiều em nọ quéo em kia. No, có đâu. Làm như dễ lắm. Là coi như là bao nhiêu buồn phiền nó nghe về nuốt nước miếng ghê, nó sẽ tiêu tan hết đây. Tiếp theo nha, quý vị có thể tiếp tục gọi vô 7139311560. Trên Facebook thì Kim Vũ nói là chị ơi, hôm nay đề tài về đàn ông mệt mỏi. Wow, dễ hiểu mà chị. Khi người đàn ông mệt mỏi thì họ sẽ dựa vô những em chân dài nè, hoặc là những cô bé nhỏ mèo con, hoặc đi nhậu nhẹt khi mệt mỏi thì đâu còn nhớ tới vợ con. Chỉ có những con mèo meo 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 làm anh vui thôi. Cứ nói oan cho đàn ông không. Thiệt không? Đó. Coi chị, rồi tiếp theo nữa. Đàn bà mình mới mệt mỏi thôi chứ đàn ông có gì mệt. Đi làm về thường thì đàn bà mình nấu cơm nấu nước, lo việc nhà việc nước cũng là mình, ít khi có người đàn ông nào vô nhà lau bếp núc. Những việc đó là việc không tên và hiển nhiên là tên của người đàn bà, cho nên đâu có gì mà phải mệt. Chị, còn nếu mà anh ta mệt mỏi quá thì tiễn đi đến những con mèo bé nhỏ của anh ta nha. Ai vậy? Kim Vũ. Chị Kim Vũ hả? Chị lộn rồi đó, hồi xưa ở Việt Nam thì còn nghe còn có lý, bây giờ ở bên Mỹ nó ngược lại rồi chị ơi. Đàn ông ta vô bếp là chuyện bình thường. Thậm chí nếu mà ai mới có con nhỏ đó, đàn ông lo không à, tả sữa này kia đàn ông không hết á. Yes, thành ra là nó hơi ngược lại rồi. Chị có mình anh Trương gương mẫu rồi. Không, đa số là như vậy. Có ông nào quý vị có đồng ý quan Trương hay không? Rõ ràng là như vậy. Không.
Yes. Đàn ông đi về nhà là chuyện đầu tiên là đọc báo, coi tivi. Là có, trời ơi, phải vô bếp như thường thôi. Bếp nếu mà gì? Vợ đi, nếu mà vợ bận rộn thì mình phải vô bếp thôi. À, rồi xong rồi có cơm cho em đó, bụng quá rồi em, anh đó bụng quá rồi em. À, cơm sao giờ này chưa có vậy em? Sao cái này ở đây cái nọ cái kia vậy em? Đàn bà thì cũng chị Kim có đâu lộn rồi, hồi đó là trước thì có, ở Việt Nam thì có, chứ bên Mỹ thì đây cũng vậy, hết rồi. Y chang vậy. À, Thủy Tiên Hoàng thì nói là phụ nữ thường giải quyết, cũng tự giải quyết chứ không có dựa vào chồng đâu. Đúng rồi, tốt nhất là tự giải quyết mấy cái chuyện lặt vặt đó thôi. Nói làm gì, cái gì cũng đem về nhà nói hết. Sao trong khi đó những cái lúc đó mình gạt cái đó qua bên đi, mình nói chuyện gia đình nó hạnh phúc hơn. Trời, thay vì phải đem ra để bàn những cái chuyện mà rắc rối ở trong công ty đem về. Vợ để làm gì, để có người mình dựa vào, mình để mình an ủi, mình hiểu, mình cảm thông cho việc làm của nhau. Ví dụ như mình có những cái trục trặc này kia, bữa nay có những chuyện vui chuyện buồn gì, anh đi về anh phải kể cho một người nào đó nghe, thì người đó đối với phụ nữ thì là mình kể cho chồng mình nghe. Em đi làm hôm nay vui lắm ha anh ơi, hôm nay là có người khen em nè. Rồi mình cũng về mình cũng khen với chồng, hay là ô hôm nay có người này nói câu này câu kia nè, thì mình cũng về mình nói cho chồng cái đó nghe. Nhiều khi nó tạo cho ông chồng cái căng thẳng nữa, thì căng thẳng. Đã làm mệt ở công ty về rồi bà vợ về lại phàn than phiền cái vụ trong công ty của bà nữa. Trời ơi, nghe nó nhức đầu chết luôn á. Thay vì cái lúc đó mình ngồi mình coi tivi với nhau, mình ăn uống với nhau nó thoải mái, nó hạnh phúc không? Ăn uống thì phải nói chuyện. Tại vì ở đời này, xã hội này bây giờ ngày nào mà không có vấn đề, chia sẻ vui buồn đắng cay chứ. Cái nào quan trọng lớn thôi, nhưng cái chuyện lặt vặt thì thôi chia cái gì không biết. Chia hết. Cái chỗ đó là chỗ để chia. Good idea. Tiếp theo để coi. Ủa sao vậy? 7139311560. Anh Trương là gương mẫu trên Facebook thì đông. Vậy chồng chị là con mèo con. Nó có con mèo con, nó có con mèo con sao mình dựa được? Chồng mình là cái tùng cái bách để mình dựa chứ. Ảnh sẽ có những cái ý kiến hay với mình, hay là cho dù là không có ý kiến gì thì ổng cũng ngồi ổng nghe để mà ổng hiểu mình, công việc của mình này cái nọ. Là cũng vui lắm rồi, có chỗ vậy là vui lắm rồi. 7139311560, mời một thính giả trên đường dây 1633. Hello. Dạ. Xin chào cô. Tôi đồng ý với Quang Trương cái việc mà đàn ông ở đây ấy, thì vô bếp phụ gia đình. Dạ. Tôi cái đó là đúng. Thì tôi nói về cá nhân nhà tôi á ha, tôi không bao giờ rửa chén, không bao giờ lau nhà. Việc đó là việc của ông xã với ông trai. Thì cái đó là rất đúng. Nhưng mà tôi cũng sao đã vậy? Cái việc là cái chị trước á, chị nói là chị bàn, chị nói với chồng kia thì tôi không bao giờ được như vậy. Bởi vì khi ông chồng của tôi cũng làm chuyện không bao giờ ông nói cho tôi biết, mà tôi hỏi thì ông cũng không trả lời. Nhưng mà thiệt, một cái thì ông rất là thiệt thà, nhưng mà tôi hỏi ông trả lời mà tôi nói chắc ông cũng không thèm nghe. Ôi giời ơi. Coi như là cô có những cái việc vậy thì tụi mình hỏi thêm nữa là nếu như mà ông chồng ông chả chịu nghe mình rồi thì cô có nhu cầu thì cô sẽ chịu vô đâu? Tự giải quyết. Tự dựa vô mình luôn hả? Tự xử. Tự giải quyết luôn. Nhiều khi có cái việc mà mình thấy mình muốn hỏi ý kiến ổng này kia nọ, rồi có khi tôi nói với ông có nghe không? Nhiều khi ý kiến ông chất lớn. Chất quốc. Anh nói thôi khỏi hỏi luôn. Thiệt á. Hỏi luôn cho nên tự xử luôn hả? Thì có hồi xưa mà quyết định đi lấy chồng á là quyết định đó là tại vì ảnh chịu nghe. Ảnh rất là chịu nghe, về bước về nhà là ôi chuyện trên trời, chuyện dưới đất, chuyện bạn, chuyện bè, chuyện công ty gì, ổng chịu ngồi ổng nghe, ổng nghe rất là chăm chỉ. Say mê. Ổng chịu, không phải say mê thì không phải say mê, nhưng mà rất là kiên nhẫn. Thành ra nhờ vậy mà rồi anh là cái người mà em cần. Ngày xưa cũng không có vụ đó, không có vụ kiên nhẫn nghe đâu. Vậy luôn hả? Đó là người tôi mình cần đó. Cần một người đó vậy. Là chưa kể phải chúc mừng chị. Vậy là tụi mình phải chúc mừng chị Oanh nha. Em chúc mừng chị Oanh đó là chị không bao giờ làm việc nhà hết, thì ngược lại thì
Không phải là không bao giờ việc nhà. Không bao giờ rửa lau nhà với lại rửa chén. Đó là chị là hơn. Sướng quá. Cảm ơn em. Chưa kể tới những cái trường hợp mà cái người nghe mình nói đó, họ phản ứng thế nào nữa. Có những trường hợp mà mình đưa ra một cái ý kiến thì có những người họ rất là tiêu cực. Họ không cần biết cái đó nó như thế nào, họ bàn ra cái đã. Đại khái là như vậy. Có những trường hợp đó. Thành ra là thôi, tốt hết, khỏi nói luôn. Rồi. Cái gì cũng thấy rằng là khó khăn trước mắt hết trơn á, thà nào thất bại, thôi đừng có làm đi. Đưa cái đó ra trước cái đã rồi thành ra là thôi. Có nhiều người là không bàn luôn cho nó khỏe. Rồi cảm ơn chị Oanh nha. Dạ, ông thì không nói, mà ông nói cho ai thì mình không biết. Mình hỏi ông không nói, mà ông đi nói cho ai thì mình không biết. Đó, chị Oanh vẫn đâu biết chị Oanh hỏi ông cũng đâu nói đâu. Nhưng mà chị Oanh thì cũng phải tự xử ha. Ông ông dựa vào ai được hết. Xin chào 6355. Hello. Hello, hello. Dạ, dạ đúng rồi. Đó, bây giờ đàn ông mới gọi đây. Xin chào anh Cơ nhé. Dạ vâng, chào em. Lâu quá mới nghe giọng. Ai vậy ta? Chú Quang phải không? Đúng rồi, phải chú Quang không? Đúng rồi. Dạ, yeah, dạ, yeah, giọng quen lắm. Sao bữa nay giọng khỏe vậy? Mọi khi cũng khỏe mà. Theo tôi á, tôi tự giải quyết mình thôi. Tôi tâm sự với ông trời rồi tâm sự với ông trời qua hết rồi. Chứ còn mà những cái chuyện ở bên ngoài mà mình về mình tâm sự với bà xã mình thì cái đó nó không hay cho lắm. Tự mình giải quyết. Yeah. Chú Quang, thí dụ như bực mình cái thằng bạn nó cho mình leo cây hoài, nó hẹn giờ, mình mà nó cứ tới phút cuối nó không tới. Mới vừa nói bây giờ, thí dụ như bà xã mình đi làm về vui vẻ quá trời luôn mà mình đang bực bội trong người, thì bây giờ hỏi cái vui với cái bực nó thành cái gì? Nó thành súng với đạn á. Bà vợ đang vui quá là vui luôn mà mình đang bực quá là bực. Vui hả? Mình vừa muốn tâm sự cái tự nhiên mà rồi vui quá rồi đi kiếm gì ăn. tôi với bà nhà tôi 45 năm nay tôi chưa bao giờ tâm sự với bà một câu gì hết. Rồi chú là chỉ có tâm sự với ông trời thôi. Dạ, đúng rồi. Mình mà tôi mà buồn thì tôi ra ngoài sân ạ. Tôi hét lên rồi tôi nói chuyện với ông trời rồi tôi ngồi xuống uống lon bia vậy thôi. Ra vườn mà hét lên là bắt đầu hàng xóm nó gọi cảnh sát. Nó tưởng là bên này có bạo lực gia đình. Tôi là cảnh sát mà tôi sợ gì? Ra vườn hét lên rồi tâm sự tới với trời xanh. Ôi dồi ôi, sao nghe nó... Vợ chồng tâm sự với nhau chỉ là chuyện trong gia đình thì với nên tâm sự với nhau. Thí dụ như ở nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà, cửa, ai sai, ai đúng. Những cái đó là vợ chồng giải quyết với nhau. Còn cái chuyện mà ngoài cửa nhà mình thì mặc cho thế gian ấy. Kỳ ha, kỳ thiệt á. Chúc các vị vui vẻ nha. Cảm ơn chú Quang, vui nghe tiếng của chú nha. Chúc sức khỏe, đúng rồi. Cảm ơn. Rồi, chào chú Quang. Tiếp tục gọi vào nha, 713-931-1560. Xin chào một thính giả trên đường dây 8301. Hello. Dạ, xin lỗi phải em không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Xin chào Cà Phê Sáng, em tên Hương. Theo em là em nghe làm nghề tóc. Nhưng mà có cái gì thì buồn ở ngoài tiệm thì em về em tâm sự với ông chồng em. Tặng cho ổng, mình cảm thấy mình tâm sự, mình có cái tình thân mật với vợ chồng. Ổng thương mình nhiều. Còn ảnh đi ra ngoài, em nghĩ có cái không, em hỏi ảnh cái chuyện buồn ảnh có tâm sự ngoài không, ảnh nói không. Nhưng mà ảnh có cái người đàn bà, chắc em nghĩ tâm sự với ảnh. Mà chị đó là lớn hơn ảnh 2-3 tuổi. Mà anh về mà anh nói
ảnh kể cho mình nghe là tâm sự về gia đình chồng của chị, của chị đó, mà tâm sự riết chị bỏ ông chồng chị luôn. Hai người có tâm sự gì không, tâm sự riết chị này chị bỏ ông chồng chị luôn, mà mỗi lần nhậu rủ ông chồng em chở chị đi nhậu, mà không biết hai người có tâm sự nhau không, em không biết. Thì chuyện đó em nói ủa sao ngộ vậy, sao mà đáng lý đàn ông tâm sự với anh chứ tại sao đàn bà mà tâm sự với anh. Ê, anh là biết, người biết lắng nghe. Dạ, yeah, cái chị đó bỏ ông chồng luôn, mà mỗi lần đi nhậu là rủ ông chồng em chở đi nhậu, mà ông chồng em kể cho em nghe là gì. Thì em mới nói thôi như vậy á, là cái cô đó có ý nghĩa gì với anh rồi, anh bớt tới lui đi. Ông nói đâu có gì đâu. Chị mà tôi nói trời ơi, chị ngược lại cũng đâu có xa chị, mà người ta anh nói chị nhưng mà người ta không nghĩ gì chị. Người ta đâu có nghĩ anh là chị đâu, mà chị anh thì nghĩ chị là chị, chỉ là chị, nhưng mà người ta nghĩ khác. Mà bây giờ lâu chưa, chuyện nó kéo dài lâu chưa đó Vân? Ờ, nó còn không, còn rủ đi nhậu nữa không? Dạ, vẫn còn. Ừ, vẫn còn đi nhậu. Rồi, em cấm, em không có cho chở nữa. Ồ. Em cứ chở vậy là không có tốt. Ừ. Anh còn gia đình của anh, nhiều khi em hiểu lầm. Đó. Anh không có chở, nhưng mà bây giờ không có chở, nhưng mà tới nhà cô đó nhậu. Rồi em không chở đi nhậu, tới nhà nhậu không vậy? Chị có đi chung không? Sao chị không đi chung? Em đi chung thì cái cô đó, em tới nhà rồi, tới nhà mà cái cô đó chắc ý có ý đồ gì với ông chồng em. Thành tử em tới, cổ không có chào hỏi em nữa, em cũng hơi quê. Ừ. Em nói, ủa sao vậy? Dạ. Thì là theo chị là có vấn đề đúng không? Trong cái mối quan hệ. Dạ, em có vấn đề. Dạ. Nếu mà em cái người không có để ý với ông chồng em á, là cái ví dụ em nập ngầm cái cảnh giống cô đó, là em chào vợ của anh đó tới, em mới tới hả em? Đúng rồi. Là mình không có vấn đề gì, còn này tới, em tới giống như là hai người sao sao á. Cái em nói, ủa sao ngộ vậy? À, tới bây giờ Hà dẫn tới nhà nhậu, nhưng mà em nói cái cô đó nơi có nghe, làm ơn tránh xa ông chồng em ra đi, đừng có mà tâm sự, đừng có mà tâm sự riết ra hai người thành dấu cộng luôn đó. Sao chị hiền quá ha, em chị có hiền coi như là thấy mùi thuốc súng rồi. Yeah. Nhưng mà cũng không nói gì hết, nói ông chồng đó là bớt bớt đi, đừng chở cổ đi nhậu. Thì ông cũng nghe lời đó, ông nghe lời, ông đâu có chở cổ đi nhậu đâu. Tới nhà nhậu thôi. Nói tóm lại là... Cô đó, cổ tạo ra, mỗi tuần cổ tạo ra tiệc, đằng kéo ông chồng em tới nhậu karaoke. Mà đông không? Tới đông không hay là... Tới thì em không biết, tới đâu không, mà em nghĩ chắc có tới đông hay sao, em không biết. Nhưng mà đừng nhậu riêng nhau rồi phiền thôi. Dạ, còn có người làm chứng, dạ, có người bạn bè thì ok. Dạ, em nói ông chồng em, nếu mà giữ gia đình thì nên bớt tới lui lại chỗ đó, đi chỗ khác. Tại vì anh nghĩ chị nhưng mà người ta nghĩ khác. Em nói hả, trong đài em nghe 70 tuổi kìa mà còn tìm bạn bốn phương nhà anh ơi. 70 tuổi rồi. Ấy dạ, đụng chạm. Tâm sự với anh riết mà chỉ bỏ chồng chỉ. Thôi, người ta có vấn đề với chồng ta trước rồi. Dạ. Nhưng mà đúng rồi, thí dụ như là tự nhiên đó là cổ tìm được một người tâm sự, thấy chưa? Cổ kiếm nhưng mà đều tâm sự với chồng của người ta. Không, giống như Tường Minh nói, nó chi kỷ. Tức là có những lúc thí dụ như anh ở nhà rất là thân với chị này, và hai người rất là hợp ý với nhau, mỗi lần có vấn đề gì họ hay chia sẻ với nhau. Nhưng mà tri kỷ thì tri kỷ, nhưng mà phải đối xử vợ người ta tử tế chứ, tự nhiên là vợ người ta tới đi chung cái ra mặt luôn rồi. À kỳ. Yeah. Không phải chào hỏi, người ta có vợ có chồng mà. Thôi, mình... Em luôn. Bởi vì em nói ủa sao lạ vậy, nếu mà em phải chào hỏi chứ. Em mới tới hả em, bữa nay em không có làm, là mình vui. Còn cái này chị cũng để cho cái như là nếu như mà cái cô này á, con xin phép được cắt lời chút xíu, là nếu như mà cổ đối xử thân thiện với chị luôn, với anh luôn, coi như là một người tri kỷ của anh, thì chị cũng chấp nhận đúng không? Chấp nhận là để cho chồng mình làm tri kỷ của người đó, để cho người đó có người để tâm sự. Nhưng mà tại vì cái người này là
chỉ có tốt với anh chồng của chị thôi mà không có được mặn mà gì với chị nên chị thấy nó kỳ kỳ, phải không? Dạ đúng rồi. Cô là... thì em nói thôi bớt tới lui đi, anh nghĩ chị nhưng mà người ta nghĩ là anh là bồ nhí đó. Nó em nói thẳng ra luôn á. Hay là chị đã có thái độ rồi thành ra là cái cô kia cổ cũng ngán, đúng không? Tức là chị đã có cái ác cảm với người phụ nữ này rồi, tức là gần chồng mình quá đi, thành ra đôi khi chị không có nói ra nhưng mà cái hành động, cái cử chỉ của chị, cái người kia họ biết được. Lườm. Yes. Thành ra là bây giờ gặp cũng ngán chứ, thôi không dám chào luôn đại khái. Ơi, xong rồi lườm ơi. Yeah. Thì xong rồi lượm ơi, chú ơi, đốt đốt nhà người ta hả? Không có. Thấy cái chị này, chị rất là hay, em rất là thích. Nếu mà chị này có nghe đài á, làm ơn cách xa ra đi, đừng có làm gì là phá hạnh phúc gia đình người ta, phải không mấy chị, phải không chị? Bây giờ mình dùng đài để mà nhận. Dùng đài nhận. Dùng đài nhận. Nói tóm lại là chị có tâm sự thì chị tâm sự với Cà Phê Sáng. Nhưng mà chị là hay, nghĩa là chị vẫn để chồng có như là có thể tâm sự với một người chị này kia nọ một cách thân thiện, nhưng mà chị cảm thấy là hơi khó chịu khi là mình cũng không được đối xử tử tế, chỉ có đối xử tử tế với ông chồng của mình thôi. Không thì đó, bởi vì con chị mới đặt ngược vấn đề lại là không biết là chị có những cái thái độ gì hay không khiến cho người ta cảm thấy sợ sệt, không có muốn tiếp xúc gần. Mặc dù người ta ngọ nghĩ rằng là người ta trong sáng không có gì hết, nhưng mà cái người ví dụ như chị lúc nào cũng tỏ ra bực bội khó chịu mỗi lần tiếp xúc với chồng của chị, nên yêu từ đó nó gây ra cái vấn đề, cái khoảng cách. Tôi phải tìm gặp ông chồng của chị để mà hỏi ông tại sao bí ông hay quá vậy. Bí kíp hả? Dạ, bí quyết sao ông hay quá. Chú mà. Cơ thiếu gì người tâm sự với chú cơ. Đài là cái như là chú cơ là tiền bối, thành ra có chuyện vui chuyện buồn gì là cũng sẽ đi kiếm chú cơ để mà chú cơ ơi, đúng không, để mà con dạy con kia con nọ bây giờ hả sao chú cơ, có nhiều cái tư vấn lắm á, không thì đúng rồi. Bây giờ thì nhưng mà bây giờ tôi cần phải tư vấn ngược lại, là tôi muốn hỏi thử là gặp ông chồng của chị để coi thử là ông hay sao, ông hay thiệt đó chứ, ông đối xử như vậy là giỏi. Nhưng mà tại vì á là qua cái lời kể của cô á là thấy chú này là cái người biết lắng nghe rồi. Tại vì cái cô nói là chuyện của cô vậy, chuyện đi làm ở tiệm vui buồn gì là cô cũng đi về kể cho người chồng mình nghe. Được. Nghĩa là mình kể được cho ông chồng nghe là ông chồng này là phải biết lắng nghe rồi. Thành ra cái cô bên kia đó, cái cô chị đó, thì cô cũng tìm được một người biết lắng nghe, người biết nghe cổ nên cổ thích. Vậy thôi, đơn giản mà. Đơn giản. Tôi thì tôi không nghĩ đơn giản vậy mà. Mà tôi muốn hỏi ông chồng làm sao mà ông đối xử đơn giản như vậy được. Vậy là hay. Nghe lời vợ vậy thôi chứ không cho chở đi nhậu thì thôi, không chở đi nhậu nữa. Rất là nghe lời vợ. Nhậu nhà thôi. Nhà nhậu thôi, không có chở đi đâu nữa hết. Mời một tính giả kế tiếp ạ. Hello. Hello. Dạ mời anh. Dạ. Tôi thì cái chuyện mà vợ chồng tâm sự nhau á, thì chẳng hạn như cái việc người chồng cảm thấy mà khi mà cái việc tâm sự mình muốn nói ra mà vợ giải quyết được á thì mình nói, mà vợ không giải quyết được thì mình cũng không nên nói ra thì lại thêm lo lắng rồi thêm suy nghĩ. Thế thì đi nói với ai? Thì tự mình giải quyết thôi chứ nói với ai, tại vì mình đã nói rồi, cái gì mà cảm thấy vợ giải quyết được thì mình nói, mà vợ không giải quyết thì cũng nên nói ra để vợ lại suy nghĩ nhiều. Người vợ ta còn công việc của ta, còn bề bộn việc cơm áo gạo tiền con cái này nọ kia, mình nói ra mình cảm thấy cái việc đó nói ra mà giải quyết được, cả hai cùng giải quyết được thì nói. Còn cái việc mà nói ra mà vợ không giải quyết được, trong tầm tay của mình có thể giải quyết thì mình giải quyết thôi, mình không nên nói làm gì. Còn cái chuyện mà vợ đi làm kể cho mình thì cũng nên tâm sự, nên lắng nghe. Bởi vì sao? Bởi vì đã là vợ chồng thì nên chia sẻ với nhau. Trong cái chuyện chẳng hạn cái gì mình có những cái lời khuyên, người ở ngoài bao giờ cũng sáng suốt hơn. Thì khi vợ kể chuyện này kể chuyện kia theo ý anh như này, dạy sao làm vậy được không, hay là như vậy có đối xử như vậy có tốt đúng không, thì mình cũng nên nói cái ý kiến của mình. Còn cái tại vì mình không nằm trong cái trường hợp của vợ nên mình chỉ nói theo cái khách quan, là nếu như là mình chuyện nó xảy ra mình sẽ giải quyết như thế này A B C. Còn vấn đề trong người trong cuộc như vợ mình đó, thì vợ mình sẽ tự giải quyết, thấy không? Tại vì mình đâu có nằm trong trường hợp của vợ mình đâu, mà mình đối xử mình giải quyết.
thành ra còn vấn đề mà việc nhà thì sự thực đó là đàn ông mình về nhà mình thấy việc gì thì mình làm việc đó thôi, chứ đừng có ỷ lại giống như ở Việt Nam là chồng chú vợ tôi nhiều khi chồng đi làm về là cứ ngồi không đó rồi vợ nấu nước không dọn dẹp. Ở Việt Nam nó khác, ở bên này nó khác. Nhiều khi lẽ bây giờ vợ mình bận nấu nướng rồi có những cái việc cần thiết đi đổ rác hay này nọ kia, không lẽ mình thấy vậy mà mình không làm. Hoặc là những cái việc khác lau nhà phụ vợ lau nhà cũng được, chuyện bình thường đó. Tôi thấy là vợ chồng làm việc nhà cũng là chuyện bình thường, không có vấn đề gì đó. Theo cá nhân tôi là như vậy. Rồi thêm một anh nữa, nghe lời nghe vợ tâm sự thì được, nhưng mà những cái chuyện gì mà vợ không giải quyết được khỏi nói tự không. Rồi mời một thính giả kế tiếp. Hello. Xin chào 0015. Hello. Dạ. Dạ mời chị. Theo cái cô mà làm nail trước á, thì em hơi lạc đề chút nha. Dạ. Em có cho chị đó trước xong rồi em nhập đề liền ha. Dạ. Ok, cái chị đó thì em nghĩ là chị nên dứt khoát không để cho người chồng tâm sự với cô đó nữa, tại vì đó là trường hợp của em. Oh. Ok, em chỉ nói chuyện đó thôi. Đó là trường hợp của đó. Chị đó. Cái trường hợp của đó chị nghe thử em. Trường hợp của em giống như Trang như chị đó rồi. Qua như em là người lịch sự, em nghĩ là ông chồng em là nghĩ là cô đó là qua như là cô đáng thương. Qua như thì người đàn ông nào thấy người đàn bà đáng thương đó là cấp gì của mình nữa, thì mình nên lưu tâm tới, mình chia sẻ với người đó. Nhưng mà người đàn bà là khác, nghĩa là thấy người đàn ông nào dù lớn tuổi hơn mình hay nhỏ tuổi hơn mình mà mình có thể tâm sự được và lưu ý đến mình, quan tâm đến mình thì mình có cảm tình. Cái đó là chắc chắn là như vậy. Thành ra nếu như mình thương cô đó và mình muốn chồng mình là coi như là có cái ý nghĩ mình là người đàn ông, mình bao bọc người yếu đuối, thì ok, để cho hai người vẫn tiếp tục là coi như thông cảm lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau. Nhưng mà kết cục của chị thì sao? Chị nói là cái này cũng trường hợp của chị, nhưng mà kết cục của chị nó... Ok, kết cục của chị là ông chồng chị đi luôn. Ôi giời, đi theo cái người đó luôn hả? Tại vì sao? Mình là người hiểu biết. Mình thông cảm, cùng là phận gái giống nhau. Mình may mắn, mình có gia đình, mình có bạn bè thân thương của mình xung quanh. Mà trong khi người chị đó thì chỉ có mình thôi. Mình có chồng mình thông cảm được. Thì qua như mình mất đi một người chồng, nhưng mà cái người đối tượng của mình là có được một cái người tốt, hiểu biết mình, thương yêu mình, thương yêu mình và nhường luôn. Đối tượng của mình. Nhường luôn. Đúng, mà người đối tượng của mình là cần chồng mình hơn là mình cần chồng mình. Mình có whole family, mình có những người xung quanh mình yêu. Rồi bây giờ chị sao? Bây giờ chị là Bây giờ chị ấm cúng với là quan hệ tất cả những người mà quen biết chị, biết cái câu chuyện của chị, thì tất cả mọi người đều yêu thương kính trọng chị. Wow. Mình mất đi một người chồng luôn, trời ơi quá sức. Yêu thương kính trọng mình thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ rồi, chuyện gì mới lớn thôi chị. bây giờ thí dụ như là cái lúc đó mà chị buồn nhất đi, cái lúc mà ông chồng đi tâm sự với người khác rồi cuối cùng đi luôn, thì có những cái chuyện trong cuộc đời thì chị sẽ dựa vô đâu, chị sẽ tâm sự với ai? Ok, chị khi mà mình quyết định một chuyện gì là mình không cần tâm sự với ai. Mà mình, tại vì mình sống theo cái tính cách là ok, mình rất là nhiều người xung quanh mình rồi, mình có mình là cốt suất hơn cái chị đó, thì tại sao ông chồng mình ở với mình cũng sung sướng hạnh phúc giống như hiện tại? Nếu như mình mất ông chồng mình vẫn sống hạnh phúc, tại vì mình có nhiều quá, thì mình buông một chút, mình buông một cái hạnh phúc của mình thôi, thì đâu có là chuyện gì đâu, đó là chuyện. Mà trong khi cái chị đó được chồng mình á, thì đó là một cái ân hưởng. Qua như mình làm phước được cho trời ơi, thôi làm phước cái này không làm đâu nha. Trời ơi, làm phước mà nên làm phước mà thí ông chồng luôn là thôi,
cái phước rồi, quá trời phước luôn. Không, tại vì chị đâu có mua yêu tại thương gì chồng nhiều. Hết thương rồi đúng không? Hết thương rồi. Chị có không không chị nghĩa là sao, tại vì sao mà sống với nhau có ba đứa con mà lại không thương được? Ồ, còn thương mà dám chồng là hy sinh ông chồng luôn thôi. Không không, trong cái chuyện này mình không có dùng chữ hy sinh nha. Ồ. Là coi như mình là quá nhiều hồng, mình có nhiều ân hồng phước rồi. Dạ. Một ân phước ở đời á, coi như cái mình chị. Thấy mình sung sướng quá rồi. Chị ở đâu vậy chị gọi từ đâu vậy, em hỏi được không? Chị là người Huế, chị gọi từ Đà Lạt. Ồ. Tới một, yeah. một thính giả khen chị là chị này là quá thánh thần luôn. Không, chị không nhận thánh thần, nhưng mà là mình phải biết là coi như là thế mình sống, mình thấy sung sướng được, mình thấy mình là có nhiều cái may mắn hơn rồi. Giống như mình có một cái nhà nhỏ chật chội, mình vẫn sung sướng, mình sống trong cái nhà mình. Khi mà mình nhìn xuống, mình thấy những người homeless không có nhà cửa, không có gì hết. Mình vẫn sung sướng trong cái nhà nhỏ. Không lạ mình... cái tâm sự của chị. Thì bây giờ mỗi lần mà ông đến với người ta rồi ông không vui, ông đi về nhà, ông tâm sự lại với chị có nhận không? Em nói sao? Ví dụ như bây giờ anh nó đi qua, anh gặp người ta rồi, anh vẫn vui vẻ vậy. Nhưng mà anh cũng nhớ rằng là anh cũng vẫn ở nhà, cũng vẫn có người vui như vậy. Và anh thích cái tính hy sinh của chị, anh muốn trở về lại cả hai bên. Chị nghĩ sao? Cũng ok. Dạ. Okay. Yeah. Nhận luôn. Nhưng anh có cần tâm sự thì chị vẫn lắng nghe đúng không? Cũng ok, vẫn lắng nghe, nguyện răng cho những người chung quanh mình vui vẻ là được rồi. Wow. Mình muốn mình sống trong cái thế giới vui vẻ, chứ không phải cái thế giới ích kỷ. Wow. Em hỏi chị là chị đang ở đâu thì Thanh Thanh nói là nghe chị tự mình hỏi chị đang ở đâu vậy. Mình nghĩ chắc chị đang ở trên thiên đàng. Thanh Thanh dùng chữ rất là hay. Chỉ có thánh mới làm được vậy. Thánh. Em là không có chuyện đó rồi nha. Trừ khi của nợ muốn tống đi thì mới mừng thôi. Đó là Thanh Thanh nói đó. Rồi. Cảm ơn chị nha. Dạ. Xin chào một thính giả kế tiếp ạ. Dạ. Chào. Rồi. Trời ơi, gửi lời khen thưởng cô đó nha. Tắt giùm em cái tivi ra vô đi mới nói chuyện được. Nói lớn chút xíu, nói nhỏ quá. Sao không chị Minh? Không phải là cô đó khờ đâu, mà cô đó là người con đó. Chính là cô không phải hy sinh, nhưng mà cô cũng không phải nhường nữa. Mà cô biết là không thể giữ người đi được rồi, là một. Đúng. Thứ hai nữa, cô đã làm cũng cái trong lòng cô cũng có một cái suy nghĩ cũng cao cả một chút. Cái đó cũng mình cũng khen thưởng thiệt, chứ không phải nhiều người lắm, chứ không phải một mình cô đó đâu. Thế thì mình biết thì có nhiều lắm. Coi như là thành không có lựa chọn nữa rồi, người ta quyết đó. Định đi rồi thì phải vui vẻ để cho người ta đi thôi. Cái đó là đúng. Cái điểm son thôi. Nhưng mà cô Tường Minh đó, cái người đi đó lúc nào cũng nhớ về người này. Đúng rồi. Tại vì thấy người vợ không phải tuyệt vời, nhưng mà người vợ đó thật sự là người không biết. Biết buông bỏ mà đúng lúc. Đúng rồi. Chứ phải nói của nợ đi rồi nó đừng nói vậy. Nói không, vậy là của nợ là biết. Cái cô Thanh Thanh á, là cổ nó là cổ còn thương là cổ giữ. Mà hả, người ta muốn đi thì là cậu sẽ buồn đúng không? Tại vì mình còn thương mà người ta quyết định người ta đi thì sao mà cậu vui vẻ được, thì cậu sẽ buồn. Trừ khi cái người đó là cái của nợ đi thì mới mừng thôi. Dạ. Tiếp theo, sao chị hiền quá vậy, giờ vẫn cho đến nhà nhậu. Sao hôm qua chị không gọi vào chương trình, đây là dấu hiệu ngoại tình của người đàn ông đấy. Ủa vậy mà cứ tưởng rằng ông Việt Nam qua Mỹ hiền lắm mà. Có trường hợp ngoại lệ thôi. Lương vợ đó đàn bà cần chỗ dựa nên mọi chuyện buồn phiền thường về tâm sự với chồng, còn đàn ông là trụ cột của gia đình nên tự mình giải quyết mọi, họ chỉ giải tỏa là khi về nhà nhìn được vợ hiền con ngoan, nhà cửa bếp núc gọn gàng, cơm canh ngon ngọt, gia đình êm ấm hạnh phúc. Thanh Thanh nói là mình có người bạn làm chung chồng chị ở nhà, nhưng chuyện chỗ làm của vợ cái gì không biết. Kim Vũ thì em không thích chia sẻ với chồng đâu, thường thì em thích im lặng nha. Vân vân thì nếu quý vị muốn xem thì có thể quay trở lại trên Facebook, với những cái comment ở trên đó cũng rất là vui. Trong chương trình của chúng ta
Tuy nhiên thì thời lượng đã hết nên chúng tôi phải nói lời tạm biệt với tất cả quý vị. Xin cái như lâu lâu cà phê sáng có những cái cây rất là ấn tượng quý vị. Dạ, khó. Rất là khó luôn. Cảm ơn quý vị đã chia sẻ cùng với cà phê sáng và xin chào tạm biệt. Chúc quý vị ngày vui, hẹn gặp lại trong ngày mai. Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888 Oyster Max Gold, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888 Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888 Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.